Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Thì thực sự là bữa giờ cái cơn sốt của cái cùng alpha full combo 3 bộ nó vẫn chưa hết hot anh em nha. Thế cùng là cùng alpha, có nghĩa là Honda Việt Nam nha anh em, chứ anh em đừng hỏi mình là alpha mà là made in Thái Lan hay là made in Việt Nam. Alpha là Việt Nam nha, anh em lưu ý cho mình, cứ alpha là Việt Nam. Thì thực sự là chưa hết hot anh em, cho nên là hôm nay mình về thêm rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ khui cho anh em coi cái mức giá thì thôi tuyệt vời luôn anh em. Mức giá là tuyệt vời. Cái mức giá của nó là chỉ có là 350.000 anh em nha. Trong khi giá thị trường hiện tại đang khoảng 700-900 nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui cho anh em coi. Thì nhiều anh em nói là không biết là cái chất lượng của nó như thế nào. Thì bao cho anh em luôn, chất lượng là cực kỳ tốt nha. Chất lượng là cực kỳ tốt luôn. Cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó bây giờ em ơi em khui cho anh khoảng vài bộ đi. Khui 3 bộ đi. Đấy, bây giờ khui 3 bộ đi anh em nha, khui hẳn 3 bộ cho anh em luôn. Đấy, để cho anh em yên tâm. Đó, bây giờ khui một bộ này. Đây, đây là bộ cắt đẹp đẹp tí con nào. Đây anh em nha. Đây, mình sẽ khui 3 bộ cho anh em coi luôn. Đó, để cho anh em yên tâm. Đây, 3 bộ luôn rồi, một bộ nha. Nhiều anh em hôm bữa mình khui hay khui một bộ anh em. Có nhiều anh em cứ thắc mắc là ôi hôm nay khui bộ chắc sắp xếp rồi, chứ mấy bộ kia không được vậy đâu. Bây giờ khui 3 bộ cho anh em luôn. Đó, một bộ này. Đấy, tem này đây nha anh em nha. Tem đây nha. Đây, đây là tem của nó này. Đây mình quay 3 máy lại, một lần mình quay 3 máy lại cho anh em, mình sẽ đưa từ từ cho anh em nha. Đây, tem này. Đấy. Ok cho anh em. Đấy, tem là tem Honda Việt Nam hết nha. Tem Honda Việt Nam hết. Đấy, ok cho anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cái cùng cho anh em. Rồi khui thêm mấy bộ đi em ơi. Khui thêm 3 bộ đi, 2 bộ đi. Đấy, cho anh em khỏi nói là bị sắp đặt hay là kia nhá. Đây, đây là phần cùng của nó đây nha anh em nha. Rồi mình sẽ để các máy nó gần qua nhau. Rồi, đây. Đây là phần cùng. Anh thấy không? Đó, đây là phần cùng công tắc nha. Đây, cùng này thì là cùng alpha anh em, chỗ nên chỗ này nó sẽ là dấu đèn, chứ nó không phải là dạng cái dấu chữ như là quay thái anh em nha. Để anh em lưu ý giúp mình. Còn nhưng mà alpha thì nói chung là quá là ok. Đấy, cùng anh em thấy không? Đen thui, dây dắt là dây dắt đầu hết nha. Dây dắt đầu hết cho anh em. Đấy, dây dài chuẩn dắt, dắt là dắt trong này. Đấy anh em ha. Đó cho anh em yên tâm. 350 một bộ cho anh em nha. Rồi đây là một cùng cùng đèn này. Đấy cùng đèn xi nhan này. Anh em thấy chưa? Đó thấy cùng đèn xi nhan thôi anh em. Đấy đây là cùng đèn xi nhan nhá. Rồi ok. Bây giờ lấy cho anh cùng cùng đề đi. Đây cùng đề này anh em. Đây là cùng đề đây. À đó. Cùng đề nha anh em. Đấy anh em thấy chưa? Thấy cùng đề chưa? Đây xin qua này chút xíu. Đó. Anh em thấy không? Đấy cùng đề nha anh em nhá. Đó, cụm đề của quay alpha thì nó sẽ là cái dấu tia chớp như này. Đấy, còn cụm đề của quay thái thì nó sẽ có cái chữ star. Đấy, nhưng mà nói chung là mã mộc đây, mã mộc này quá ok nha. Anh em mà chơi alpha là tiết kiệm, bên mình lại còn bán giá rẻ, nó không mua thì là dở thôi anh em ơi. Đấy, số lượng thì bên mình hiện tại vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa biết trước là số lượng khi nào nó hết nha. Tại vì bữa giờ lượt mua anh em kinh khủng quá, một ngày cứ vài trăm đơn đi liên tục luôn. Đó, và cuối cùng là cùng đây này. Sản phẩm này đáng ra là không có đâu nha. Cái này là rất là mắc tiền luôn. Nhưng mà Đạt vẫn sẽ hỗ trợ bán cho anh em luôn, tặng cho anh em trong combo này luôn. Một bộ cùng này giá của nó là 350.000 nha anh em nha. Nhưng mà có đầy đủ 3 món luôn. Tính là một món anh em chỉ khoảng hơn 100.000 là anh em có rồi. Chưa bao giờ mà rẻ như vậy nha anh em nha. Đây tay thắng gì này, mã mộc này. Đấy, mã mộc xịn cho anh em luôn nha. Đây dây thì dắt dắt này, dắt xịn luôn này. Đấy, dây rất là dày nha. Cho nên là anh em nào cần thì liên hệ với mình. Bình thường là cái cùng này là mua riêng này, tay thắng này mua riêng này. Nhưng mà trong cái combo này thì Đạt bán chung cho anh em hết luôn. Thì tất cả như mình vừa giới thiệu, giá của nó, giá của nó là 350.000 anh em nha. Cho nên là anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với shop mình nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Giá 350.000, số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.